Từ khi chuyển trạng thái thích ứng an toàn linh hoạt với COVID-19 đến nay, dịch bệnh trên địa bàn Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung đã được kiểm soát tốt. Để phù hợp với thực tế diễn biến dịch, việc thay đổi thông điệp chống dịch từ 5K quen thuộc sang V2K, vaccine, khẩu trang khử khuẩn đang được Bộ Y tế đề xuất. Khẩu trang, người đeo, người không đeo. Khử khuẩn, nơi có, nơi không. Giữ khoảng cách và không tập trung đông người là hai quy định đã không còn phù hợp với thực tế hiện nay. Khi ăn uống thì làm sao chúng ta đeo khẩu trang được? Nhưng mà khi xem bóng đá làm sao chúng ta nói rằng là chúng ta không tụ tập được? Thì hoặc là đi xe buýt chẳng hạn thì chúng ta vẫn phải đeo khẩu trang hoặc sát khuẩn, nhưng chúng ta làm sao chúng ta lại nói rằng là hạn chế đông người? Nhưng mà tôi cho rằng ấy là ở đây chúng ta vấn đề là chúng ta vô sử dụng cái từng cái ca đó như thế nào cho nó phù hợp. Từ khi chuyển trạng thái thích ứng đến nay, số ca mắc COVID-19 trong cả nước liên tục giảm sâu. Liên tiếp những ngày gần đây, số ca mắc chỉ ở mức trên dưới 1.000 ca và có ngày không có trường hợp tử vong. Vaccine là yếu tố quan trọng hàng đầu giúp kiểm soát dịch như hiện nay. Đến nay, cả nước đã tiêm chủng gần 222 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Tại Đà Nẵng, hiện ngành y tế và các địa phương tiếp tục tập trung tiêm chủng mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên, cũng như tiêm cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Tiêm vaccine là rất cần thiết, đủ liều, đủ thời hạn. Thì đến thời gian tiêm là chấp hành, có chỉ thì có tin nhắn là đi tiêm đúng thời gian, đúng quy định. Tiêm mũi 2 rồi á mà bị nhiễm, tâm lý là cái mình có kháng thể rồi, cũng không muốn đi tiêm nữa. Thì số này cũng ít thôi, chúng tôi cũng vận động tuyên truyền rất nhiều lần rồi, thì số này người dân cũng ra tiêm thôi. Đến nay, vaccine vẫn được xem là biện pháp hữu hiệu nhất trong phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, thực tế gần đây, khi tình hình dịch được kiểm soát, thì tiến độ tiêm chủng ở nhiều địa phương chậm lại. Bộ Y tế liên tục đôn đốc và yêu cầu các địa phương chậm và tổ chức tiêm chủng mũi 3, chuẩn bị tiêm mũi 4. Đặc biệt nêu rõ, nếu địa phương nào không chậm vaccine mà để xảy ra dịch bùng phát, thì phải chịu trách nhiệm trước chính phủ.